Xin chào quý bà con, xin mời quý bà con cùng chúng tôi trải nghiệm dòng máy phun khói diệt côn trùng Tachio TK35 phun thuốc trừ sâu bằng khói tại vườn cà phê. Mời bà con cùng xem máy hoạt động thực tế nha. Máy phun khói trừ côn trùng Tachio TK35 là loại máy phun khói phòng trừ côn trùng chạy xăng, sở hữu động cơ là loại động cơ 4 thì chạy xăng bền bỉ. Máy hoạt động có công suất 1.2 kW, dung tích xi lanh 35cc, hoạt động êm ái. Tachio TK35 chuyên dụng phun khói phòng dịch, phun khói phòng trừ côn trùng, phun thuốc trừ sâu đa năng, thuốc ra dạng khói bởi áp lực phun mạnh. Lượng khói ra từ máy có thể được khuếch tán phun rộng, phun cao trên các tán cây. Tachio TK35 sử dụng hỗn hợp dung môi tạo ra dạng khói khi phun, tiết kiệm 1/3 đến 1/4 lượng hóa chất so với cách phun nước truyền thống.